Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến chương trình Chào buổi tối của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Huyền. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 và sau đây là những điểm tin chính của chương trình ngày hôm nay. Tôi là Thanh Mai. Vụ một chủ quán cà phê ăn sáng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố chỉ vì lý do chậm đăng ký kinh doanh tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã yêu cầu làm rõ vụ việc. Việc cư dân mạng tẩy chay một số ngôi sao dính scandal hoặc nhãn hàng nào đó bị nghi không đảm bảo chất lượng cho thấy quyền lực của các bà mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, thứ quyền lực đó cũng vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát vừa bắt giữ hàng chục du khách đến Dubai để hành nghề ăn xin. Đáng chú ý là thu nhập hàng tháng của họ lên đến hơn 70.000 đô la Mỹ, tương đương với 1,6 tỷ đồng. Một câu chuyện tưởng như đùa đang xảy ra tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Tấn, một chủ quán cà phê ăn sáng cơm trưa văn phòng tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, bị các cơ quan chức năng khởi tố chỉ vì lý do chậm đăng ký kinh doanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này. Được biết, ngay trong ngày hôm nay thì toàn bộ hồ sơ vụ việc được công an huyện Bình Chánh chuyển lên công an thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra làm rõ. Đồng thời, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo nội dung. Những động thái trên được thực hiện ngay sau khi Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo là việc khởi tố việc ông Nguyễn Văn Tấn về tội kinh doanh trái phép đang gây bức xúc dư luận. Theo ghi nhận, vào chiều nay, quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn tại khu phố 3 tại thị trấn Tân Túc, đối diện trụ sở công an huyện gần như không hoạt động, chỉ có mặt một số khi mà tham gia đưa tin. Trước đó, ông Tấn bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép liên quan đến việc không có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2016. Salbutamol vẫn đang là một từ gây ám ảnh trong cộng đồng, nhưng mọi thứ có thể sẽ vơi bớt. Hãy thử tưởng tượng nếu có một loại que thử mà chỉ trong vài phút chúng ta có thể biết một con lợn hay một đàn lợn nào đó có nhiễm salbutamol hay không. Loại que thử này đang tồn tại và được sử dụng ở nước ta, chỉ có điều là số lượng còn rất hạn chế và người dân có tiền cũng không mua được. Đây là bạch C. Nào cũng như thế, bản chất kép đều do một. Một chiếc que nhỏ gọn, chỉ bằng ngón tay. Trên chiếc que có hai vạch mờ, được ký hiệu bằng hai chữ cái C và T. Nếu hai vạch hiện lên là mẫu thử âm tính, một vạch hiện lên là dương tính. Đơn giản không khác gì que thử thai. Trong những năm qua, hàng loạt trang trại bị phát hiện có chất cấm salbutamol trong nước tiểu của lợn. Không ít người chăn nuôi đã ngã ngửa vì mua phải thức ăn chăn nuôi có chứa salbutamol mà không hề hay biết. Chính vì vậy, những chiếc que thử có thể là công cụ đắc lực để họ biết rằng những bao cám thơm ngậy này có phải là mánh khóe của doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi hay không. Để tôi muốn là khi chúng tôi mua cám này thì chúng tôi biết là công ty cám có dùng cái chất cấm hay không ạ. Nhiều người dân vẫn lầm tưởng những thiết bị như thế này chỉ có cơ quan chức năng mới được dùng, nhưng thực tế không phải vậy. Bây giờ chúng tôi khuyến khích thế này này, khuyến khích người dân tham gia chăn nuôi, mua. Người dân tham gia công khắc giết mổ, tự mua, bởi vì thực ra nó cũng không đắt. Nếu với giá độ là 6, 70, 80 nghìn một que, đảm bảo cho một cái lô lợn của chúng ta là hàng bao nhiêu con như thế, thì ta đã thử cho ta biết rằng là chúng ta hầu như không có. Thì tránh cái tình trạng ấy là người dân vô tình mua phải thức ăn hoặc những cái chất cấm mà những cái nhà cung cấp người ta vào. Đấy là người chăn nuôi lương thiện không muốn vi phạm. Cục chăn nuôi cũng cho biết thời gian tới các doanh nghiệp trong nước sẽ sản xuất số lượng lớn lượng que thử này để bán cho người chăn nuôi. Khi nào loại que thử này chưa được xã hội hóa thì những người như bà Mây còn như ngồi trên đống lửa. Và khẩu hiệu mỗi người dân là một thanh tra viên về an toàn thực phẩm chỉ là lý thuyết suông.
Một câu chuyện khôi hài thậm chí tưởng là chỉ có trong những câu chuyện cưới nhưng lại đang diễn ra ngoài đời thực. Một người đàn ông 50 tuổi tại Hà Nội vì cãi nhau với vợ đã đăng bảng tuyển vợ mới. Đáng nói là chia sẻ với phóng viên Chào Buổi Tối ngày hôm nay, người treo tấm biển tuyển vợ cho biết ông treo tấm biển trên không phải để răn dạy vợ mình mà có nhu cầu tuyển vợ mới thật. Đây là nội dung của tấm bảng tuyển vợ được ông Vọng treo lên đã được 2 ngày. Vợ hiền là mong muốn lớn nhất khi tuyển vợ của người đàn ông này. Thì đấy, vợ tôi không muốn sống với tôi vì thấy tôi hâm gàn quá. Vợ tôi bảo là tôi vũ phu quá, hâm gàn quá, không muốn sống với tôi mà bảo tôi thì hãy lên tòa. Và vợ tôi cũng nói rằng anh là hãy thể hiện một người đàn ông đi, tôi đã không thích rồi thì anh đừng níu kéo làm gì. Mà cuộc đời tôi không bao giờ muốn bỏ vợ, mà không bao giờ bỏ vợ, chỉ còn lấy thêm. Thế thì vợ tôi mạnh bẹo bạo như vậy thì tôi bây giờ con đường nào? Tôi đi cầu cứu hàng xóm à, cầu cứu tổ tiên à, không, cầu cứu bạn bè à, không, tôi phải làm cách đó lịch sự nhất, đàng hoàng nhất, minh bạch nhất và công khai nhất, không còn nào. Và nhân quyền tôi không vi phạm, đúng không? Chúng tôi vẫn ăn cơm, vợ tôi vẫn chăm sóc tôi từ sáng tối. Hai ngày sau khi treo biển, ông cho biết không cô gái nào đến vì có thể nghĩ mình bị hâm. Nhưng ông vẫn tiếp tục treo tấm biển này và sẽ không có ý định dỡ xuống. Người vợ cho biết là sau khi hai vợ chồng cãi nhau thì ông chồng tự làm biển rồi treo lên. Cả hai đã lấy nhau được 16 năm và đã có một con trai 14 tuổi. Việc người chồng đăng tin để tuyển vợ công khai như vậy thì làm vợ cảm thấy rất xấu hổ và cũng sợ con cái là xấu hổ với bạn bè nữa. Hàng xóm cho biết là ông Vọng hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì về mặt tâm thần. Và có lẽ đây chỉ là giận vợ quá nên mới làm như vậy mà thôi. Và được biết đây là người vợ thứ hai của ông Vọng rồi. Và ông Vọng thì chia sẻ từ khi kết hôn đến nay thì họ đã nhiều lần dẫn nhau ra tòa xong ý nguyện ly hôn thì không thành. Bởi sau đó thì ông Vọng muốn hàn gắn và bù đắp tình cảm. Năm 2004 thì ông cũng đăng bảng tuyển vợ một lần nhưng mà vợ cho qua. Nhưng lần này thì người vợ cho biết là sẽ báo với cơ quan chính quyền địa phương sớm vào cuộc để giành lại công bằng cho chị. Và trong trường hợp này, nếu người chồng chưa ly hôn mà có hành vi tuyển vợ và giả thiết đặt ra là trên thực tế có cô gái nào đồng ý sống chung như vợ chồng với người đàn ông này thì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý với hình phạt có thể lên tới 3 triệu đồng. Và đặc biệt nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau kể từ khi đường ai nấy đi cách đây 65 năm trước. Tuy nhiên duyên số lại một lần nữa đưa một cặp đôi người Australia quay trở về bên nhau và thực hiện lời hẹn ước khi còn trẻ. Câu chuyện tình cảm động này là của cặp đôi Australia, ông John Porter, 87 tuổi, và bà Gwenda Levy, 86 tuổi. Lần đầu tiên ông Porter gặp bà Levy là ở Sydney khi ông 20 tuổi. Tình yêu đẹp của họ kéo dài vài năm, nhưng không đến được với nhau vì nhiều lý do. Họ đều đã tìm cho mình những cuộc sống mới bên gia đình nhỏ riêng của mình ở hai bang khác nhau của Australia. Và nhiều năm sau đó, khi mà cả hai người bạn đời của cặp đôi này đã qua đời vì bệnh, thì mối tình sâu nặng giữa hai người lại một lần nữa được viết tiếp khi bà Levy nhận được bức thư từ ông Porter. Và sau đó thì với sự ủng hộ nhiệt tình của các con, ông Porter và bà Levy quyết định trở về bên nhau và thực hiện lời hẹn ước cách đây 65 năm bằng một đám cưới hạnh phúc được tổ chức tại thành phố Melbourne. Về thực tế thì đã cho chúng ta thấy rằng trên thế giới thì có rất nhiều những câu chuyện tình yêu có thể vượt qua tất cả khoảng cách về địa lý, thời gian và không gian. Ví dụ như có một câu chuyện về tình yêu của một cặp đôi lớn tuổi ở Trung Quynh, Trung Quốc. Hơn 60 năm về trước thì chàng trai Liu Yang đã yêu một quả phụ hơn mình những 10 tuổi và tình yêu này thì bị ngăn cản bởi những định kiến xã hội khi đó. Và để tránh sự kỳ thị của người dân xung quanh thì Liu Yang đã quyết định đưa người yêu lên núi và sống một cuộc sống chỉ có hai người giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Và để đảm bảo cho vợ an toàn khi mà đi lại thì ông Yang đã dành cả đời mình tận tụy làm 6.000 bậc thang từ ngôi nhà của họ trên ngọn núi cao để đi xuống. Vâng, ông Yang đã làm bậc thang không nghỉ ngày nào và đến tận cuối đời. Gần 60 năm sống bên nhau thì hai cụ đã dệt nên một chuyện tình khiến nhiều người phải rơi nước mắt thán phục. Và ngày nay thì hơn 6.000 bậc thang tình yêu mà ông Yang làm cho vợ đã trở thành biểu tượng ở Trung Quốc và là nơi giới trẻ ghé thăm vào các dịp lễ.
Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nổi tiếng là một trong những nơi giàu có xa hoa bậc nhất trên thế giới với những tòa nhà chọc trời, siêu xe dát vàng, và người ta càng choáng ngợp trước sự xa hoa ấy bởi biết rằng từ đầu năm đến nay cảnh sát Dubai đã truy quét, bắt giữ hàng chục du khách nước ngoài đến đây để hành nghề ăn xin. Điều đáng nói là theo lời khai của họ thì thu nhập mỗi tháng là hơn 72.000 USD, tương đương với 1,6 tỷ đồng Việt Nam. Giới chức thành phố Dubai cho biết chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2016, họ đã bắt được tất cả 59 người ăn mày. Tuy nhiên, đa số người bị bắt giữ đều không phải là công dân của Dubai. Trên thực tế, họ là những người nước ngoài đến thăm Dubai theo con đường du lịch hoặc kinh doanh. Ban ngày, họ thường ăn mặc những bộ quần áo rách rưới và đứng xin tiền ở các trung tâm mua sắm, đền thờ hay những nơi có nhiều người qua lại. Ban đêm, họ lại trở về sống trong khách sạn 5 sao và hưởng cuộc sống xa hoa thông thường. Trung bình, những người ăn xin kiếm được mỗi ngày là khoảng 55 triệu đồng. Đó cũng chính là lý do tại sao hiện nay có rất nhiều người nước ngoài tìm mọi cách xâm nhập vào Dubai để kiếm tiền bằng công việc, việc nhẹ lương cao như thế này. Ăn xin là hành vi phạm pháp ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Năm ngoái thì cảnh sát Dubai cũng đã bắt giữ 197 người ăn xin trong dịp lễ Ramadan. Còn cảnh sát Sharia, thành phố lớn thứ 3 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì bắt được 33 người. Cảnh sát cho biết là thu nhập trung bình của ăn xin một ngày là hơn 2.000 đô la Mỹ và thậm chí là còn cao hơn vào ngày thứ 6 nếu mà ăn xin trước cổng nhà thờ Hồi giáo. Hầu hết những người bị bắt vì tội ăn xin đều là người châu Á và chỉ có một số ít là người Ả Rập. Nhiều người thậm chí là thấy công việc này dễ ăn cho nên sau khi bị trục xuất thì còn tìm cách quay trở lại để còn tiếp tục hành nghề. Vâng, và không chỉ ở trong những khách sạn 5 sao đâu ạ. Ăn xin ở Dubai thì không chỉ chứng minh đẳng cấp và khác ăn xin ở các nơi khác khi mà không thèm ngửa tay xin tiền lẻ mà trang bị cả máy cà thẻ. Nghĩa là người nào mà muốn cho tiền thì chỉ cần cà vào thẻ là có thể chuyển số tiền đó vào số tài khoản của người ăn xin. Rõ ràng là những người ăn xin đã nghiên cứu kỹ khách hàng của họ. Vì ở Dubai có thể nói là nơi tập trung rất nhiều những người giàu. Họ ít khi mang tiền mặt trong túi mà thường chi trả mọi thứ bằng thẻ. Được xem là chú chó già nhất trên thế giới, chú chó Lai 30 năm tuổi Maggie sinh sống tại thị trấn Goolshop ở bang Victoria, Australia, đã qua đời vào ngày hôm qua 19 tháng 4. Ông Brian McLaren cho biết đã mang chú chó chăn cừu về nông trại tại thị trấn Goolshop cách đây 30 năm nhân dịp con trai Liam của ông tròn 4 tuổi. Sở thích hàng ngày của Maggie là rượt đuổi mèo và đi dạo vòng quanh nông trại trên chiếc máy kéo cùng với ông McLaren. Maggie là chú chó thuộc giống chân cừu Capai, có nguồn gốc từ nước Australia. Chúng thường cao từ 43 đến 51 cm, nặng 11 đến 20 kg, và được đánh giá là một trong những loài chó rất thông minh. Chó là loài động vật ưa hoạt động, vì thế chúng có tuổi thọ khá cao. Tuổi thọ tối đa của chó có thể lên tới vài chục năm. So với chó mèo thuộc nhóm động vật ăn thịt nhưng ít vận động hơn nên có tuổi thọ thấp hơn, tối đa chỉ khoảng 15 năm. Vâng, và theo một nghiên cứu vừa công bố thì tuổi thọ trung bình của chó và mèo đã tăng 20% trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện nay tuổi thọ trung bình của loài chó là 11 tuổi, trong khi một con bé mèo thì trung bình sống từ 15 đến 20 năm. Đáng chú ý là chó càng nhỏ càng dài thì tuổi thọ lại càng cao. Một con chó dưới 10 kg thì có thể sống đến 12 năm. Một con chó có trọng lượng trung bình từ 10 đến 25 kg thì có thể sống đến 10 năm. Còn con chó lớn hơn từ 25 cho đến 45 kg thì chỉ sống khoảng 8 năm. Và thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Từ Sáng Đến Tối, và trong trường quay của chúng tôi lúc này thì đang có một vị khách mời, và trong tiểu mục Chuyện Tối Nay thì quý vị hãy cùng chúng tôi đến với vị khách mời này. Thưa quý vị, trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, mỗi người trong chúng ta đều có những cách riêng để có thể chia sẻ thông tin, tâm sự, nỗi lòng hay thậm chí là bày tỏ quan điểm trên các diễn đàn mạng, các trang cá nhân. Và cũng từ đây, những cụm từ như là các cụ, các mẹ bỉm sữa được sử dụng và ngày càng trở nên thân thuộc với mỗi chúng ta, và đặc biệt là với các cư dân mạng. Và khi số lượng cư dân mạng quan tâm về cùng một vấn đề đủ đông thì họ cũng trở thành một cộng đồng, trở thành một tập thể có tiếng nói trên một thế giới ảo. Vâng, và trong số các cộng đồng trên mạng thì có số lượng đông đảo và hoạt động sôi nổi nhất có lẽ là các chị, các cô, các mẹ, những người mà chúng ta quen gọi là mẹ bỉm sữa.
Thường thì các mẹ bỉm sữa sẽ chỉ quan tâm đến chuyện làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm ăn uống, ốm đau của con cái hay là bàn luận về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình một cách vui vẻ. Nhưng đôi khi thì họ có chung cảm xúc giận dữ, ghét bỏ với một sản phẩm hoặc là một cá nhân nào đó, thì họ sẽ cộng hưởng thành một sức mạnh, có sức công kích vô cùng mạnh mẽ. Việc một nhãn sữa bị tẩy chay đến mức rút khỏi thị trường vì bị nghi gian lận, hay chuyện một cô ca sĩ hàng đầu bị tẩy chay đến mức bị hủy hợp đồng quảng cáo vì dính nghi án cặp bồ với đại gia có vợ. Và đó chính là những ví dụ sinh động cho thấy quyền lực của các bà mẹ bỉm sữa ngày nay. À, vâng, và những thứ quyền lực đó thì rất đáng khích lệ nếu như chúng được dùng vào những mục đích tốt, chống lại cái xấu, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những nguy hiểm khi mà những bà mẹ bỉm sữa bị lợi dụng, dắt mũi và dùng sức mạnh đó vào mục đích hủy hoại ai đó một cách thiếu căn cứ. Chuyện tối nay thì sẽ dành thời gian để bàn luận về cách sử dụng và kiểm soát quyền lực bỉm sữa. Trước khi đến với cuộc trò chuyện với vị khách mời là quản trị viên của một trong những diễn đàn lớn nhất Việt Nam dành cho các ông bố bà mẹ, mời quý vị cùng đến với clip tổng hợp sau của phóng viên Chào Buổi Tối. Hội những người tiêu dùng thông thái, một hội được lập ra nhằm mục đích chính là để tẩy chay Hùng Ngọc Hà và các nhãn hàng có liên quan đến cô ca sĩ nổi tiếng này. Trên diễn đàn web trẻ thơ, một trong những diễn đàn thu hút lượng lớn các thành viên là các bà mẹ bỉm sữa. Tầng 1, tầng 2, mỗi tầng thu hút cả hàng trăm trang với hàng nghìn bình luận. Những lượt theo dõi tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Những từ ngữ, câu chữ, miệt thị, thậm chí là dành sẵn bản án cho những đối tượng bị tấn công. Từ chuyện các đức ông chồng bồ bịch đến những câu chuyện xoay quanh các chủ đề giảm béo, làm đẹp, những tranh cãi xung quanh chuyện chăm sóc con cái đều có thể trở thành những chủ đề thu hút cả nghìn bà mẹ tham gia. Và những cuộc tranh luận trên mạng dễ dàng bị thổi bùng thành làn sóng tẩy chay, đả kích, khủng bố đối tượng mà họ ghét. Ở ngoài đời thực, các bà mẹ bỉm sữa ngày càng trở nên quyền lực trên thế giới ảo và đủ sức gây ra hậu quả ghê gớm trong cuộc sống thực. Vâng, và xin giới thiệu khách mời trong trường quay ngày hôm nay, anh Bùi Huy Kiên. Anh là admin của diễn đàn Làm Cha Mẹ, một trong những diễn đàn thu hút hàng triệu thành viên và trong đó thì chủ yếu là các bà mẹ bỉm sữa. Và lời đầu tiên thì cảm ơn anh Kiên đã dành thời gian cho Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. À, vâng, thưa anh Bùi Huy Kiên, là chúng ta vừa theo dõi một vài hình ảnh trong vụ việc là một chủ đề rất thu hút các mẹ bỉm sữa, đó là một cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà có dính dáng tới nghi án là cặp kè với một đại gia đã có vợ. Và các bà mẹ bỉm sữa thì rất là tích cực trong việc bàn luận và tẩy chay cô ca sĩ này, cũng như là tẩy chay những nhãn hàng mà có cô ca sĩ này làm đại diện. Vậy thì theo anh thì điều gì đã tạo ra sức nặng trong tiếng nói của các bà mẹ bỉm sữa trong những vụ việc kiểu như thế này đến như vậy? Thông thường thì các bà mẹ thì thường có những cơ hội mà giao lưu và gặp gỡ nhau ở trên môi trường mạng khi mà cái thời gian nó không bị bó buộc, và khi mà họ gặp gỡ nhau trên mạng như vậy lâu dần thành những cái mối quan hệ với nhau, và khi mà môi trường mạng cho phép mọi người có thể tùy ý nói chuyện, phát biểu những cảm xúc của mình, và khi mà rất là nhiều người cùng có khả năng chia sẻ những cái quan điểm của mình thì nó tạo thành một cái làn sóng để cho mọi người cùng bình luận về quan điểm của nhau. Vâng, và làn sóng này thì mỗi ngày một lớn mạnh hơn đúng không ạ? Và cái sức ảnh hưởng của nó tạo ra thì thật là đáng kinh ngạc. Có một số ý kiến cho rằng là các bà mẹ bỉm sữa có phản ứng dữ dội như vậy trước những vụ việc tương tự như là vụ việc một cô ca sĩ nổi tiếng cặp kè với một vị đại gia đã có vợ có con rồi, là bởi vì có rất nhiều người phụ nữ, tức là họ cũng rơi vào những cái hoàn cảnh bi đát ở trong đời sống thực, tức là họ hạnh phúc gia đình của họ cũng bị tan vỡ vì một người thứ ba nào đó, nhưng mà trong đời sống thật thì họ lại không có điều kiện để giải tỏa hoặc là để cải thiện điều này. Và chính vì thế mà môi trường mạng chính là nơi mà họ có thể bùng nổ, có thể giải tỏa tất cả những điều đó. Anh có nghĩ như vậy không? Mình thì mình cũng nghĩ một phần là như vậy, nhưng một phần thì mình nghĩ là mọi người muốn xã hội nó trở nên tốt đẹp hơn và công bằng hơn. Do vậy họ cũng muốn nói lên cái tiếng nói của mình để mà giúp định hướng lại cái dư luận, định hướng để tạo thành một cái chuẩn mực đạo đức để cho mọi người không sa đà vào những cái hoạt động mà nó đi ngược lại lợi ích của đám đông nữa.
Dạ vâng, thưa anh Bùi Huy Kiên, cũng có những cái trường hợp, ví dụ như trong trường hợp này thì họ cho rằng là có thể là những bà mẹ bỉm sữa bị những cái hãng đối thủ cạnh tranh, đúng không? Các cái hãng sản phẩm họ kích động, họ tẩy chay, và anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thực ra thì mình cũng không có đủ thông tin để mà đánh giá cái việc đó. Tuy nhiên là mình nghĩ là trong xã hội thì cũng có rất là nhiều loại người khác nhau và điều đấy cũng có thể nó xảy ra. Vâng, và anh là một trong những người mà điều trị gọi là điều quản trị những cái trang mạng về làm cha mẹ và dành cho trẻ em rất là lớn. Vậy thì anh tiếp xúc hàng ngày với rất nhiều những cái các cái bà mẹ, đúng không ạ, là những cái đối tượng mà thường xuyên comment đưa ra rất nhiều những ý kiến, thì anh đánh giá, anh có cái cảm nhận như thế nào về họ, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của họ? Chúng tôi rất là may là vì là một cái cộng đồng được đặt tên là làm cha mẹ. Không biết là có phải vì như vậy không mà các cái thành viên tham gia làm cha mẹ thì thường là những cái bà mẹ có cái mức độ hiểu biết tương đối, và họ thường có những cái thái độ phản ứng tương đối là tích cực trong mọi vấn đề. Và thông thường thì họ cũng có khả năng tìm hiểu thông tin cũng như là nhìn nhận vấn đề nó khách quan hơn. Tất nhiên cũng không phải là tất cả mọi người, tuy nhiên là do cái đặc trưng của những cái bà mẹ mà có cái sự chủ động như vậy thì cộng đồng làm cha mẹ nói chung cũng rất là đáng yêu. Họ là những người mà có trình độ hiểu biết cao cũng như là khả năng nhìn nhận vấn đề tương đối là chủ động. Vâng, vậy thì anh là quản trị của diễn đàn làm cha mẹ với rất nhiều những chủ đề được đăng tải hàng ngày, vậy thì qua nhìn nhận, đánh giá, qua kinh nghiệm của anh thì những chủ đề gì đăng tải ở trên diễn đàn sẽ thường là thu hút đông đảo các bà mẹ bỉm sữa bình luận nhất? Thông thường thì chị em phụ nữ thì thường quan tâm những cái vấn đề gia đình, chăm sóc con cái, nuôi dạy con cái cho tốt là những cái vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Sau đó là những cái vấn đề như chăm sóc gia đình, nội trợ hay là những cái vấn đề liên quan đến tài chính gia đình. Mua sắm cũng là một cái chủ đề mà rất là hot ở trên làm cha mẹ. Vâng, thế còn những chủ đề về tình cảm trong hôn nhân thì sao? Có thu hút được các bà mẹ bỉm sữa hay không? Cũng có rất là nhiều. Ở trên diễn đàn làm cha mẹ thì những cái phần đấy thì các bà mẹ thường cũng tâm sự với nhau rất là dài. Thông thường thì người ta chỉ tâm sự dài với nhau khi mà có những cái quan hệ mà nó tương đối là tin cậy. Thì cũng rất là vui là vì trên đấy thì mọi người cũng thể hiện được cái sự đồng cảm cũng như là chia sẻ. Do vậy là họ cũng thường xuyên tâm sự về cái chuyện gia đình. Và vâng, mọi người cũng giúp nhau trong những tình huống đặc biệt. Vâng, như anh vừa nói là các bà mẹ bỉm sữa thậm chí là còn có thể giúp nhau trong những tình huống đặc biệt. Vậy thì theo anh là mạng xã hội đem lại những lợi ích gì cho các bà mẹ? Bởi vì cái tính chất kết nối của các bà mẹ thì nên mạng xã hội đem lại rất là nhiều các lợi ích, từ kinh nghiệm nuôi con của từ những người mẹ đi trước đến những cái việc chăm sóc gia đình cũng như là làm đẹp. Thông thường thì nếu mà khi mà không có mạng thì mọi người rất là khó có thể gặp gỡ nói chuyện với rất là nhiều người, hoặc là những cái chủ đề mà mọi người chỉ một ít người quan tâm. Nhưng khi mà có mạng xã hội thì mọi người có thể kết nối, người từ Sài Gòn có thể nói với người Hà Nội hoặc là tận Lào Cai, Yên Bái. Có thể dễ dàng tìm được những người đồng cảm và có cùng kinh nghiệm trong một vấn đề nuôi dạy con cái hay là chăm sóc gia đình, đúng không? Đúng ạ rồi. Nhưng mà bên cạnh những vấn đề liên quan tới lợi ích thiết thân như là chăm sóc con cái hay là sửa sang dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình, thì có những cái chủ đề mà các bà mẹ cũng rất là tích cực tham gia, như là để chia sẻ cảm xúc đồng cảm hay là căm ghét, phẫn nộ, tẩy chay. Theo anh thì vì sao? Mọi người có những cái quan điểm nhất định về lối sống, về đạo đức. Do vậy nếu mà những cái hoạt động mà những cái người mà nó đi ngược lại với cái chuẩn mực mà họ coi là tiêu chuẩn như vậy thì mọi người thường lên tiếng phản đối. Mình nghĩ là những phản đối đấy nếu mà được bày tỏ một cách tích cực thì nó cũng rất là có ích, bởi vì là lúc nó giúp cho xã hội cân bằng cũng như là giữ cái nền tảng đạo đức cũng như là cái lối sống nó theo một cái chuẩn mực. Vâng, vậy thì nếu như những cảm xúc đó mà được bộc lộ một cách không tích cực thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa anh? Khi mà tất cả một cái đám đông mà ồn ào mà phán xét một cách vô căn cứ thì rất là nguy hiểm. Nó gây hại cho cái người mà bị phán xét cũng như là kể cả những công ty. Nếu mà bị phán xét một cách vô căn cứ thì nó rất là ảnh hưởng. Và nó có thể làm trên thế giới cũng một số người người ta cảm thấy là cái cuộc sống trở nên vô nghĩa và họ tìm đến cách con đường tự tử bởi vì cái sự phán xét của
của mạng xã hội. Vâng, và có rất nhiều người đã tìm đến con đường cùng bởi vì là họ không thể chịu được sự phán xét của số đông, mà sự phán xét đó nhiều khi lại chưa đúng với thực tế, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì theo anh là còn đối với chính những bà mẹ bỉm sữa thì sao? Những người họ không phải là nạn nhân của những vụ phán xét, họ chỉ thường xuyên lên mạng để cùng trao đổi hay là bày tỏ cảm xúc, quan điểm cá nhân, thì có mặt trái nào của mạng xã hội mang lại cho họ hay không? Có, khi mà mọi người sử dụng mạng xã hội mà không cẩn trọng, họ có thể đăng các thông tin cá nhân, đăng thông tin về gia đình, hoặc nhiều khi trò chuyện một cách quá đà khi mà phàn nàn về trong chuyện gia đình, có thể gây nên những cái mâu thuẫn trong gia đình, thì đấy là những cái ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra thì những cái thông tin về con cái có thể dẫn đến cái nguy cơ như bị bắt cóc hay gì đó mà chúng ta thường thấy được cảnh báo. Vâng, có ý kiến nhận xét rằng là các cái quan điểm của các bà mẹ bỉm sữa rất là cả tin và dễ bị kích động bởi số đông. Anh đánh giá quan điểm này như thế nào? Mình thì mình nghĩ cũng là một phần thôi. Với một số người mà hiểu biết hơn thì thông thường họ nhìn nhận vấn đề nó kỹ càng hơn ở nhiều góc độ, nên thường cái khả năng mà bị dẫn dắt nó ít hơn. Tất nhiên khi mà mọi người có lòng tin vào bạn bè của mình, nếu mà tất cả bạn bè của mình mà cùng phán xét về một vấn đề nào đó theo một cái chiều hướng thì những người thân của họ cũng rất dễ bị lôi kéo theo. Vâng. Vậy thì với kinh nghiệm nhiều năm làm quản trị ở một diễn đàn rất là nổi tiếng là làm cha mẹ, thì theo anh làm cách nào để có thể định hướng những nội dung và tâm lý cũng như điều chỉnh tâm lý của các bà mẹ bỉm sữa? Thực ra thì bọn mình thông thường những cái vụ mà liên quan đến cái phản ứng tiêu cực một chút thì thông thường bọn mình có một cái cơ chế để giúp cho các thành viên họ giải quyết cái mâu thuẫn đó bằng cách trực tiếp hơn. Ví dụ như là cái khả năng đối chất trực tiếp, khi mà hai người mà không đồng ý với nhau, có thể là một công ty hoặc một cá nhân không đồng ý với nhau, thì họ tham gia một cái bốc gọi là đối chất. Ở đấy thì mỗi người được quyền nêu lên quan điểm cũng như là các cái dẫn chứng của mình. Những người khác không liên quan thì chỉ có thể quan sát, và nếu mà họ có thông tin gì bổ sung thì họ có thể bổ sung, chứ không trực tiếp tham gia. Như vậy thì cái mâu thuẫn nó tránh được bị đẩy lên cao, và như vậy thì nó sẽ tránh cho những cái phán xét theo cảm xúc. Vâng, rất cảm ơn anh Bùi Huy Kiên, quản trị của diễn đàn Làm Cha Mẹ đã có những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, không thể phủ nhận rằng mạng xã hội khiến cuộc sống của con người trở nên phong phú hơn. Những bức xúc trong đời sống thực thì cũng dễ dàng được bày tỏ, được giải tỏa thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát, tiết chế thì các bà mẹ bỉm sữa rất dễ bị lợi dụng, bị giật dây để trở thành công cụ phá hoại cho những mục đích xấu. Để làm được điều đó thì ngoài vai trò của các quản trị viên, các diễn đàn như là anh Kiên, thì quan trọng hơn vẫn là việc mỗi bà mẹ bỉm sữa phải tự trang bị hiểu biết, kỹ năng đối thoại, ứng xử một cách văn minh cũng như một quan điểm sống riêng của cá nhân. Nếu không thì chỉ trở thành con rối trong bàn tay của người khác mà thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Bùi Huy Kiên đã có cuộc trao đổi phóng viên Chào Buổi Tối ngày hôm nay với câu chuyện về quyền lực của những bà mẹ bỉm sữa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.